Làng tôi sau lũy tre mờ xa, tình quê yêu thương những nếp nhà bằng những hình ảnh mộc mạc chân thật và gần gũi với mỗi con người của đất làng. Nhạc sĩ Hồ Bắc đã viết lên ca khúc Làng Tôi, xin trân trọng gửi tới các quý vị và các bạn qua sự thể hiện của tốp ca nữ Huyền Thương, Ngọc An, Minh Ngọt đến từ trường Trung học cơ sở Trực Thái.
một giấc cháy.